mua kẹo đi, ai mua kẹo đi, nhiều màu sắc đây. Con chả thấy ai mua kẹo nhỉ. Ế quá. Thiệt quá. Em bé ơi mua kẹo đi. Em không có tiền. Em để bóng bóng hả? Dạ. Anh vừa em bán ế quá anh ơi. Anh cũng vậy. Ai mua kẹo đi. Sam đi học lại đi bán bóng bóng. Em phải đi bán phụ ba mẹ. Nhà anh cũng nhờ nó phải đi bán kẹo. Đúng rồi. Em ra đây bán chung với anh nhé. Ok em luôn. Biết có nhiều món sắc thế. Nhà nhà có đắt tiền không anh? 2.000 một cây em. Ba đời ba vẫn bao nhiêu tiền một quả? 2.000 một quả luôn. Em muốn ăn không? Em có. Em muốn ăn cây nào? Em muốn ăn cây này. Cây em đó. Em cảm ơn anh. Không có tiền thì em là anh mong bằng nhé. Thôi không cần đâu em. Tôi thấy là không được. Em cho anh một quả nhé. Thích màu nào? Anh thích màu đỏ. Quả anh đây. Anh cảm ơn em. Hai em mình ăn chung nhá. À. Bye bye em. Bye bye anh. Bong bóng không? Bong bóng bán sao đấy bé ơi? Anh là một trái. Bán cho chị 2 trái nhá. Dạ. Chị thích màu nào? Cho chị màu xanh với màu hồng đi. Ai mua kẹo không? Ai mua kẹo nào? Kẹo bán sao đấy em? 2.000 một cây. Rồi cho chị 3 cây đi. Cho chị màu xanh này, màu vàng này, màu cam. Cháu mình đi màu bên trong thôi. Anh ơi, anh đã ăn xong chưa? Anh nói lắm rồi. Chúng ta chọn quá. Bây giờ chúng ta về nhà thôi. Các bạn hãy đăng ký kênh của mình nhé. Bye.